Vân, hiện tại tôi năm nay 62 tuổi, tôi đang sống tại Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì tôi cảm thấy sức khỏe của tôi rất là hay đau đầu chóng mặt, rồi sức khỏe không được bình thường, mất ngủ, hàng đêm mất ngủ, thế rồi tất cả các bệnh gì có thể về tuổi già thì sắp sửa đang chuẩn bị hình thành trên cơ thể. Nên là chúng tôi nghe một người bạn giới thiệu, thế thì tôi có sử dụng Tam Thất Bắc Hà Lào Cai. Thế trong thời gian sử dụng mới được có 2 tuần tôi dùng thử, tôi cảm thấy giấc ngủ của tôi đã ngon hơn, sâu hơn. Và thế tôi cũng khuyên mọi người là nên dùng Tam Thất Bắc Hà Lào Cai, vì sử dụng cái sản phẩm này nó có nguồn gốc rõ ràng, thế cho nên là sử dụng rất là tốt. Nên là mong mọi người lấy lại sức khỏe của mình bằng cách là đưa Tam Thất Bắc Hà Lào Cai về sử dụng hàng ngày. Xin chào mọi người.